quy hổ, con mồi thuộc, chứ con thổ mồi lỡ. Đồng này được cái nó kèm với cái dàn cườm nó khủng ghê luôn. Chào tất cả anh em nha. Nay mình quay sơ lược cái dàn chim từ mồi và bổi thuần, bổi nổi của bên của nhà mình sơ lược qua cho anh em xem và tham khảo. Anh em nào có cần mồi về đánh liền hay là bổi nổi, bổi thuần thì mình quay sơ lược đây. Rồi anh em nào có cần thì cứ vô mình có để số điện thoại ở phần tiêu đề đó, anh em cứ vô kết bạn Zalo rồi mình gọi trực tuyến, hay là anh em muốn cần con bổi nổi hay muốn cần con mồi như thế nào, cần mồi thì mình sẽ gửi clip qua cho anh em tham khảo và clip và hình dáng và nước chơi của chim. Còn cần gì bổi thừng thì mình sẽ gọi trực tuyến hoặc là mình quay video để mình gửi qua cho anh em. Chứ bây giờ nói chung bổi nổi bây giờ cũng bên mình cũng quá nhiều, và bổi thừng đã hoàn thành ok cũng hơi quá nhiều nữa, nên mình không có thể nào mà mình
soạn ra hết mà mình quay lên một cái clip được nha anh em ơi. Bây giờ bởi vì cái số lượng nó quá nhiều rồi nên chỉ mình quay cái sơ lược để cho anh em xem và tham khảo thôi. Còn anh em muốn cần bồi hay là bỏ nổi bỏ thần thì anh em cứ vô kết bạn Zalo với mình, số điện thoại mình để phần tiêu đề đấy, rồi anh em cứ vô kết bạn, rồi anh em nói quy số 9 muốn tuyển một con bổi thừng hay là muốn tuyển một con bổi nổi hay là một con mồi gì đó, rồi nước chơi như thế nào rồi anh em mình sẽ gọi để cho xem coi trực tiếp chim, thì nói chung nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chứ bây giờ mình lựa ra tiễn ra rồi quay lên, tiễn ra quay lên cái quá nhiều số lượng rồi đó, mình quay không hết nổi nha anh em ơi, cũng thông cảm cho mình nha. Đây là con mồi thổ siêu bài của mình, để rồi mình sẽ cho anh em xem và tham khảo tiếp nha. Đây là con thổ cọp nha anh em, đây là con thổ cọp cứng sắn, đây là con mồi luôn. Chim thì đang thời điểm rất long nha anh em ơi. Chim này là cũng là con này cũng là con mồi của mình luôn nha. Đây còn là con KT6, con đồng. Đây là con bổi nổi nha anh em. Đây là con bổi nổi quy hổ đồng son nha, quy hổ đồng son bổi nổi nha anh em ơi. Tướng đá hình dáng thì giờ mình quay sơ lược để cho anh em xem và tham khảo thôi. Còn cái dàn trên này đó là cái dàn bổi thuần và bổi nổi, nó còn ở số trên nữa nè. Giờ anh em nào mà muốn cần thì cứ vô kết bạn Zalo với mình, số điện thoại của mình để phần tiêu đề á, anh em cứ vô kết bạn Zalo, rồi cần tuyển chim như thế nào hay là hình dáng như thế nào, nước chơi thế nào, rồi mình sẽ gọi trực tuyến lên đó cho anh em xem và tham khảo, nó sẽ dễ dàng hơn nha. Đây là con mồi của mình, cũng là con đồng luôn nha. Đây là mình là chuyên về mồi đất không nha anh em ơi. Đây là con mồi của mình, con đồng. Còn ở đây cũng là con mồi của mình luôn, con đồng quy hổ nha. Đây là con đồng quy hổ, con này là chuyên về đất luôn nha. Đây là con đồng quy hổ nha anh em. Tối quá rồi nên quay cũng coi không rõ chim cho lắm, anh em cũng thông cảm nha. Với phần số lượng nhiều quá mình chỉ cũng quay cho sơ lược cho anh em xem thôi chứ mình không thể nào quay hết nổi nha. Đây là con thổ cà lâm nha anh em, thổ cà lâm quy hổ luôn nha. Đây là con lở nha anh em, con thổ cà lâm. Còn đây là con bổi nổi nha anh em, con bổi nổi, con son chuông gù cánh tiên nha anh em, son chuông gù cánh tiên bổi nổi nha. Còn dưới này là bổi thừng có, bổi nổi có nha anh em. Anh em muốn cần chim mà tố chất như thế nào anh em cứ vào phần tiêu đề, anh em kết bạn Zalo với mình, rồi anh em mình sẽ gọi trực tiếng trên video của Zalo đó, rồi mình sẽ coi chim và nó sẽ được rõ ràng hơn. Thì anh em mình cùng chia sẻ để thực hiện đam mê nha anh em ơi. Chỉ mình quay sơ lược cho anh em để tham khảo ngoại hình thôi nha. Còn con này là con chân rồng,
con chân rồng ở chốn nổi, siêu kèm luôn nha anh em. Con này là kèm rất tốt, con chân rồng ở chốn nổi nha anh em ơi. Đây anh em xem ngoại hình đó, thì mình giờ mình quay chỉ mình nói sơ lược thôi chứ mình không có nói từng con hết chi tiết nước chơi của từng con được nha anh em, thông cảm cho bởi vì quay sơ lược thôi chứ chim nó nhiều quá. Còn đây là con thổ, con nọc bổi nổi luôn, con thổ bầu chụp chụp ô nha, con thổ bầu chụp chụp ô. Còn con đây là con mồi lở, con sấm đồng, con mỏ quéo nha anh em, mỏ quéo, sấm đồng, mồi lở nha. Mình mở cái đèn lên cho nó sáng. Đây anh em coi cái mỏ con này nè, đó mỏ quéo, con này là mỏ quéo sấm đồng nha, con này là mồi lở nha anh em. Bên đây là con thổ ức dẻ nha anh em, con đây là con bổi nổi nha, thổ ức dẻ ba hậu lở, ức đó dẻ từ trên xuống dưới luôn nha anh em ơi. Thổ âm vọng tốt, móng của nó là móng rồng luôn nha. Đó anh em coi móng đi, móng lâu lâu rồi mình phải móc cắt đó nha, móng rồng. Thổ ức dẻ ba hậu lở hai nha anh em. Đây là con bổi, bổi nổi thôi nha anh em, nhưng mà con này nó chưa có nổi mạnh lắm. Con này nếu mà anh em nào mà có bắt thì phải cũng từ phải từ dự từ 3 tháng đến 3 tháng đến 5 tháng nữa mới có thể nổi mạnh mới tập được nha. Còn bên đây là dàn bổi thuần không nha anh em. Con trong đó là con thổ mà bổi, nhưng mà con thổ rất lớn con thổ cánh bướm. Này là bổi thuần nha anh em. Con thổ mà con thổ gù cánh bướm, chim thì rất to xác lớn con nha anh em. Đây là chỉ bổi thuần nha, nhưng mà số bổi thuần này nó đã kêu nhiều rồi nha anh em ơi. Con thổ gù cánh tiên hình khủng lắm, hình bồ câu rất to xác. Rồi còn đây nữa thì mình không có chỉ là sơ lược thôi chứ không có thể nào cho anh em coi rõ hết từng con quá nhiều. Còn đây là con liêu rồng, con liêu rồng giao lông lở dán cánh của mình nha. Đây liêu rồng giao lông lở dán cánh, con này giờ mình đang tập nha, đang tập đất. Còn bên đây là con đồng son quy hổ, con mồi đất của mình nha anh em. Còn đây là dòng bổi thuần không à. Còn đây là một con bổi nổi nữa nè, con son siêu bài nè. Cái này là con son đặc luôn, bài bản dày, chim gù cứng luôn. Rồi anh em nào có cần bổi nổi hoặc mồi bổi thuần, cứ vào phần như nãy giờ mình nói, cứ vào phần tiêu đề của mình có ghi số điện thoại đó, anh em cứ kết bạn Zalo với mình rồi mình sẽ trao đổi với anh em mình cùng trao đổi. Muốn xem chim thì muốn gọi rõ ràng hay là gọi trực tiếp để xem thực tế nó rõ ràng thì anh em mình cùng để tham khảo và để trao đổi cùng thực hiện đam mê nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi.